sau khi cuốn Paris by Night 132 với chủ đề Xuân với đời sống mới được phát hành, thì Kỳ Duyên được rất nhiều những bạn bè, nhất là những người bạn ở Mỹ, hỏi về cái dự án Maryland ở Quy Nhơn của tập đoàn Hưng Thịnh. Thì thưa quý vị, muốn biết về Maryland, Kỳ Duyên phải tốn rất nhiều công sức để bay từ California lên tới Las Vegas và xin được cái cuộc nói chuyện với cái đơn vị vẽ ra cái master plan của Maryland Quy Nhơn. Lên tới Las Vegas rồi thì Kỳ Duyên mới được biết là cái công ty Stillman & Partners là một trong những công ty kiến trúc lớn nhất thế giới. Họ có 5 trụ sở trên khắp thế giới và cho tới ngày hôm nay thì họ đã làm hơn 1.000 dự án ở hơn 35 quốc gia, trong đó nào có Nhật, có Hàn Quốc, có tất cả những cái nước ở Âu Châu và ngay cả ở bên Mỹ, ở Las Vegas thì rất nhiều những cái resort, chẳng hạn như JW Resort ở Las Vegas, Boulevard, Foxwood, Connecticut. Nói ra thì Kỳ Duyên, đây thưa quý vị, một cái cuốn sách dày như vậy, từng trang một là những cái resort họ đã làm. Và khi Kỳ Duyên ngồi coi cái cuốn sách này thì Kỳ Duyên phải nói là Kỳ Duyên không ngờ có rất nhiều những cái hotel, những cái resort Kỳ Duyên đã từng tới ở cũng như tới làm việc mà bây giờ mới biết là do Stillman & Partners vẽ ra. Thành ra hôm nay Kỳ Duyên rất là hứng khởi và vui mừng vì khó lắm mới được có cuộc nói chuyện với người sáng lập và CEO của Stillman Partners. Thành ra hôm nay xin hân hạnh mời quý vị chào đón ông Paul Stillman. Chào Duyên, hôm nay của cô thế nào? Chào cô, tôi rất hân hạnh khi có mặt tại Las Vegas. Trước đó thì tôi đã ngồi xem qua cuốn sách này. Trong đây có tất cả các dự án của ông đã làm. Phải thừa nhận là tôi đã thần tượng ông ngay lập tức. Tôi đã là fan của ông bởi vì tôi đã từng ở rất nhiều resort và casino trong này mà không biết nó được thiết kế bởi ông. Khi tôi nhìn vào cuốn sách này, tôi chợt có một câu hỏi: liệu ông có nhớ mình đã có bao nhiêu dự án và ở bao nhiêu quốc gia không? Tôi nghĩ chúng tôi đã thiết kế cho khoảng 35 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đa phần là những sản phẩm nghỉ dưỡng phức hợp và có lúc chúng tôi thiết kế cả casino. Thực tế là chúng tôi quảng bá cho Las Vegas, quảng bá cho mảng giải trí. Do đó, đa phần các dự án của chúng tôi đều phát triển giống như vậy. Nhưng dĩ nhiên, khi lần đầu tiên tôi đặt chân tới Việt Nam, cách đây 20 năm, tôi đã phải lòng với nơi này, với ẩm thực, với con người và với phong cảnh. Và với miền duyên hải xinh đẹp dài bất tận, còn dài hơn cả bờ biển của California. Và ở nơi đó có những triển vọng tuyệt vời về bất động sản, gần như là triển vọng bất tận. Việt Nam là một nơi vô cùng tự nhiên, đặc biệt là nơi mà chúng tôi đang phát triển cho tập đoàn Hưng Thịnh ở Quy Nhơn. Nơi đó vẫn còn rất nguyên sơ. Phải rồi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông. Như ông đã biết thì khi nhắc tới nghỉ dưỡng ở Việt Nam, chúng ta biết đến Hội An, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng. Nhưng phần lớn trong chúng ta lại không biết về Quy Nhơn như một điểm đến du lịch. Và sẽ ra sao nếu chúng ta có sự so sánh giữa những khu nghỉ dưỡng và các thành phố này? Tôi nghĩ rằng chính việc chúng ta chưa hề quan tâm đã tạo nên vẻ đẹp của nơi đây. Ý tôi là trong lần đầu tiên tôi tới đó, tôi đã vô cùng ấn tượng. Tôi đã thầm nghĩ rằng đây mới thật sự là Việt Nam. Đây mới thật sự là nguyên sơ. Những ngọn núi, địa hình, bầu trời, rồi tới không khí và cả biển xanh nữa. Tất cả mọi thứ lúc đó đều vô cùng tự nhiên. Và cô biết không, tôi thật sự có cảm giác với khu vực này. Khi tôi nhìn thấy tiềm năng, nó sẽ trở thành một điểm đến thu hút du lịch cao cấp. Một nơi có thể đón lượng khách tới du lịch gấp nhiều lần Nha Trang, nơi mà đã quá nổi tiếng rồi. Quy Nhơn có thể vượt qua lượng khách du lịch của Nha Trang một cách dễ dàng. Và tôi vô cùng hài lòng khi được khởi động dự án này. Khi lần đầu ông tới tham quan địa hình nơi đó, ý tôi là ông đã đi khắp thế giới. Vậy đâu là nguồn cảm hứng đầu tiên khiến ông nghĩ rằng, ồ, chính là điều này, tôi phải làm điều gì đó cho vùng đất này, tôi phải xây dựng kế hoạch tổng thể cho dự án này. Điều gì đã thôi thúc ông? Điều đầu tiên mà ông nghĩ tới là gì? Khi chúng tôi đến Quy Nhơn để khảo sát khu vực dự án của Hưng Thịnh, chúng tôi đã đi ngang qua một bờ vịnh. Và tôi chợt nhận ra bờ vịnh đó vô cùng yên bình. Đó là một ngày nắng đẹp tuyệt vời,
Và khi chúng tôi bước ra khỏi thuyền, tôi đã đứng đó và đã nói rằng bờ biển này y hệt bờ biển Newport, California. Tôi biết rất rõ nơi đó. Và lúc đó tôi thầm nghĩ rằng bờ vịnh đó thực tế có thể trở thành một bờ vịnh du lịch sinh thái, giống như vịnh biển Newport Hạt Orange, California. Và rồi khi nhìn vào miền đất đó, tôi đã thầm nghĩ khi đứng ở thung lũng của vùng đất này, nơi này thật là giống Thụy Sĩ. Wow. Rất giống Thụy Sĩ. Chúng ta có thể nhìn thấy những ngọn núi cao, chúng đẹp tuyệt thế nào. Chúng ta có thể cảm nhận được gió biển và nó mang hương vị của biển. Nhưng thay vào đó, gió biển bị phân mảnh bởi những ngọn núi dưới thung lũng. Do đó, chúng tôi đã bàn với nhau. Chúng tôi sẽ có cách tiếp cận đa dạng cho kế hoạch tổng thể lần này. Và đó là những gì trong lần đầu tiên của tôi. Tôi có nhận ra là ở phía kia chúng ta có ngọn đồi Hollywood và rồi còn có cả đảo Maui. Gần như ông đã tập hợp tất cả những điểm đẹp nhất trên thế giới và rồi kết hợp nó vào một nơi, đúng không? Đúng rồi, chúng tôi đã làm vậy. Nghĩa là khi cô đứng ở nhiều đỉnh của địa điểm và nhìn lên, và cô sẽ nói rằng đó chính là đồi Hollywood. Nó trông giống hệt như đồi Hollywood vậy. Hay khi cô xuống dưới thung lũng, cô sẽ trông thấy thung lũng nhỏ nhắn đó, nhìn trông rất giống Monaco. Chúng tôi đã xem xét kỹ nhiều khu vực địa hình và quyết định một phần lớn những khu vực đó có liên quan đến California và nhiều địa điểm tuyệt vời khác trên thế giới. Và nếu chúng tôi thiết kế, tập đoàn Hưng Thịnh cùng Ngài Chủ tịch có thể phát triển, thì nơi đó có thể trở thành một điểm đến mới tuyệt vời, một địa điểm du lịch mới cho rất nhiều người Việt Nam. Và trên thực tế, Hưng Thịnh thực sự có tiềm lực tài chính, có khát vọng và có năng lực để biến nơi đây trở thành một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp nhất trên thế giới, một trong những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp nhất trên thế giới. Và tôi nghĩ lúc đó tất cả đều sẽ thức giấc. Tôi thấy ngay phía sau đây là vài bức ảnh, một vài tấm hình hoặc một vài kiểu kiến trúc mà bên công ty ông đã làm cho các khu shop house. Nó giống như phong cách của Âu Châu hay phong cách Venice. Có phải ông đã quyết định tất cả điều này không? Chúng tôi đã thiết kế dãy phố shop house. Chúng vô cùng ấn tượng, hiện đại và có những đặc điểm kiến trúc rất độc đáo. Một điều mà ai cũng biết, đặc biệt là ở California, đó chính là khoảnh khắc chụp hình tự sướng. Vì vậy, chúng tôi luôn xem xét và tìm cách thiết kế từng ngôi nhà một, bao gồm cả shop house, như một nơi có thể chụp hình tự sướng. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn kết hợp cả đài phun nước vào đây, cùng với những con kênh hay những điều tương tự. Và chúng tôi đã làm vậy, đương nhiên rồi, bởi vì chúng tôi cảm thấy đó là một phần trong trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng. Kiến trúc của chúng tôi rất đa dạng. Bạn sẽ không thể nói rằng tôi đã từng nhìn thấy nó trước kia. Một trong những đặc điểm về kiến trúc sẽ khiến nơi đây trở thành điểm du lịch độc đáo. Và Ngài Chủ tịch là một người rất nhạy bén trong việc tạo ra những kiến trúc nguyên bản độc đáo. Và điều tệ nhất với bất kỳ khu vực nghỉ dưỡng nào là nơi đây trông giống Phú Quốc hoặc giống bất cứ nơi nào khác dễ bắt gặp ở Việt Nam. Chúng tôi không muốn làm như vậy. Chúng tôi muốn đó sẽ là miền đất hứa của bạn. Khi chúng ta làm Maryland trở thành hiện thực, chúng ta đã vượt xa khỏi thế giới rồi, vượt xa khỏi chính bản thân chúng ta. Và chúng tôi tin rằng với kiến trúc, với cảnh quan, địa hình và vị trí địa lý và đặc tính của nguồn nước, cùng với khát vọng của Ngài Chủ tịch và Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ hiện thực hóa được điều này. Đó là tạo ra một địa điểm du lịch thật sự độc đáo, mới lạ. Thưa quý vị, đó là những gì đã ghi lại trong cuộc nói chuyện. Nhưng mà Kỳ Duyên nhớ là sau khi máy hình đã tắt, thì Kỳ Duyên hỏi ông là thật sự đó, lần đầu tiên ông đến cái bán đảo này ông thấy sao? Thì ông nói là cái vẽ đẹp, quá đẹp, làm cho ông ngỡ ngàng. Thì Kỳ Duyên mới cười và chọc và hỏi ông, ồ nếu như vậy thì cái công việc vẽ của ông quá dễ, vì đây như là một người con gái đã đẹp rồi, đâu có cần phải make up nhiều đâu. Thành ra quá dễ. Mà Kỳ Duyên còn nhớ câu trả lời của ông rằng, ông im một hồi, ông nói rằng là người con gái này đẹp lắm, không cần make up cũng vẫn đẹp. Đó. Ồ, vâng, như một chân lý đúng không ạ? Dạ vâng.
Thưa quý vị, như những gì mà chúng ta đã được chiêm ngưỡng cũng như những chia sẻ mà chúng ta đã vừa được lắng nghe từ ông Paul Stemmen, thì chúng ta có thể thấy là Maryland Quy Nhơn sở hữu một địa thế độc nhất vô nhị tại Việt Nam với rất nhiều những lợi thế để phát triển đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế. Như chúng ta thấy thì địa thế bán đảo được kết nối cả đường bộ lẫn đường biển, vững chắc về mặt phong thủy và có sự hài hòa giữa núi, trời và biển, cùng với sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người, giữa những bản sắc truyền thống và tương lai hiện đại. Quý vị thân mến, tất cả đã tạo nên một kỳ quan mới, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Và ngay sau đây, hãy cùng đánh thức kỳ quan miền nhiệt đới Maryland Quy Nhơn. Hoài bão đã có cái khát vọng lớn lao này và đã biến nó thành hiện thực. Chúng tôi xin mời chào đón lên sân khấu Chủ tịch của Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Đình Chung. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, kính thưa quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ hôm nay, một đối tác ngồi cạnh tôi
nói rằng là chỉ cái gì từ trong đáy lòng mình thì mình mới có nhiều cảm xúc được. Thực sự là hôm nay tôi có chuẩn bị hai phương án, một phương án là nói trước quý vị và một phương án là đọc bài phát biểu. Tôi xin phép được đọc bởi vì bản thân tôi thực sự mà nói thì tôi rất yêu, rất yêu những vùng đất nơi mình gắn bó, mình làm tại đó. Và tôi quá nhiều cảm xúc, xin phép quý vị được đọc bài phát biểu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, người Việt Nam luôn nói ngôi nhà là một tài sản lớn và người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, biến ngôi nhà thành mái ấm. Nhân ngày 8 tháng 3, tôi xin gửi lời tôn vinh và lời chúc mừng đến tất cả các chị em có mặt ở đây. Kính thưa quý vị, trước những thay đổi rất nhanh của cuộc sống hiện nay, có lẽ ai cũng cần không gian và thời gian cho riêng mình. Điều này giúp chúng ta tái tạo sức khỏe, làm minh mẫn tinh thần để luôn đủ năng lượng song hành với cuộc sống ngoài kia. Sue Orman, một chuyên gia tài chính kỳ cựu của Mỹ nói, sở hữu căn nhà chính là chìa khóa của sự thịnh vượng, sự sung túc và một cuộc sống viên mãn. Ai cũng mong muốn có một bất động sản, nhưng có một dòng bất động sản mà cả người Việt hay các nước Âu Mỹ luôn muốn sở hữu, đó là bất động sản giá trị cao. Đây là xu hướng chung của thế giới. Khi con người ngày càng có nhu cầu một cuộc sống chất lượng hơn cho chính mình và cho thế hệ về sau, sản phẩm bất động sản cao cấp, đó là những cơ ngơi, những căn biệt thự tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ, những căn thương mại đắc địa, tâm điểm của mỗi vùng miền, đây là những tài sản có giá trị trường tồn cho muôn đời. Kính thưa quý vị, chỉ còn đúng một tháng nữa, tập đoàn Hưng Thịnh sẽ chính thức bước sang năm thứ 20. Trên hành trình dẫn dắt Hưng Thịnh từ những ngày đầu tiên, không ngày nào tôi không tự suy ngẫm, tự nhắc nhở mình phải nuôi dưỡng lòng nhiệt thành, luôn đam mê trau dồi, học hỏi từ những trải nghiệm, vì sự tiến bộ cho chính mình và cho nghề nghiệp của mình, với mục tiêu luôn mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Bởi vì tôi hiểu rằng thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Về Hưng Thịnh, và Hưng Thịnh đã như vậy, sau gần 2 thập kỷ, Hưng Thịnh đã có kinh nghiệm, có sự thấu hiểu thị trường, kinh nghiệm thực hiện trách nhiệm của mình với những vùng đất mà mình được sứ mệnh giao phó, kinh nghiệm phát triển những loại hình bất động sản cao cấp có giá trị tích lũy tài sản cho tất cả mọi người, kinh nghiệm không ngừng học hỏi từ những chuyên gia, những tổ chức, những đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế. Chúng tôi trên hành trình phụng sự khách hàng, phụng sự cộng đồng. Từ những điều đó, tập đoàn Hưng Thịnh trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị dự án Medellin Quy Nhơn. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là di sản ngay trên vùng đất mình yêu và mình gắn bó. Như tôi thường chia sẻ với đội ngũ của mình, hãy yêu vùng đất mình làm, yêu sản phẩm mình làm trước khi đem ra giới thiệu cho người khác. Đó chính là Medellin Quy Nhơn, nơi có những giá trị vươn tầm và bền bỉ với thời gian, nơi có di sản mà chúng tôi sẽ cùng quý vị tạo dựng. Xin được cảm ơn quý vị đã chia sẻ với chúng tôi trong thời điểm này. Kính chúc quý vị một buổi tối nhiều cảm xúc và ấm áp. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đình Trung. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo của tập đoàn Hưng Thịnh sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc, những giây phút trọng đại của buổi hội ngộ ngày hôm nay. Đó là sự ra mắt đầy ấn tượng của Medellin Quy Nhơn. Xin trân trọng kính mời ban lãnh đạo của tập đoàn Hưng Thịnh ạ. Giữa miền cảnh quan và địa thế độc nhất vô nhị đó, Hải Giang đang hình thành một thành phố bán đảo du lịch thương mại đẳng cấp quốc tế với quy mô hơn 1.000 hecta do tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư phát triển, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng du lịch của miền đất võ và đưa du lịch Bình Định trở thành điểm đến mới của châu Á. Hãy cùng chờ đón Medellin Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới.